Cố lên nha Phú, chị tin tưởng em nha Phú. Dạ, đừng làm chị mất. Phú có bao nhiêu bạn gái rồi, Phú không mối tình nào chứ Phú? Đếm gì? Cỡ, chắc cỡ mười mấy. Trời ơi. Nếu mà muốn đi du lịch thì nhà Long có một cái resort ở Phú Yên khá là to. Nói với tôi không có cái quay đâu. Nghe hứng thú vậy ta. Không, tại vì Phú Yên thì Ngọc chưa đi đến bao giờ hết. Phú Yên có cái resort 5 sao của nhà Long. Quý vị và chương trình Mai Mốt Cùng Người Lạ vô cùng hấp dẫn nha quý vị nhé. Chúng ta sẽ theo dõi những câu chuyện tình khi mà đến được nhau, gặp được nhau, nó trải qua biết bao là khó khăn trắc trở. Nhưng mà những cái khó khăn trắc trở này là đến từ đâu ạ? À? Khó khăn trắc trở là thử thách cho bà Mai như tôi đây. Đó, khi mà tôi phải đi tìm kiếm để mà mai mối cho một ai đó, áp lực của tôi rất nặng nề. Mỗi lần mà tôi mai mối cho những người như vậy tôi sút mồ hôi luôn quý vị. Nhưng mà đó là một cái niềm vui, những giọt mồ hôi của lao động. Và khi mà một cặp đôi nào đó mà họ thành công, họ chọn nhau, họ chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống là những lúc mà các tường vô cùng vỡ hòa trong cảm xúc. Và ngày hôm nay thì mọi người thấy là thời tiết rất là đẹp ha. Không biết là hôm nay bà Mai bà mối ra quân thì có mát tay có thành công hay không. Trước tiên là chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật chính của ngày hôm nay xem là một cô gái hay là một chàng trai quý vị nhé. Xin mời quý vị hãy theo dõi chương trình cùng với Cát Tường. Hello, chào em. Em chào chị. Ngồi đi, ngồi đi, cứ ngồi đi. Đợi chị lâu không? Dạ, chị. Em tên gì? Dạ, em tên Ngọc. Rồi, đang Ngọc đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm là nhân viên văn phòng. Bản thân em mình thấy tự giới thiệu cho mình chút xíu là Ngọc thấy là Ngọc có những cái điểm mạnh nào? Điểm mạnh của em thì chắc là em rất là chịu khó. Dạ, một khi em đã làm thì em sẽ làm tới cùng. Là kiên trì với những cái quyết định của mình. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì chắc là nhiều chị. Cũng hơi nóng tính thì ở nhà thì mấy đứa em kêu là chị dữ quá, chị phải hiền bớt thì mới có người yêu được. Mong muốn kiếm người bạn trai thì sao? Hiền lành, chân chất, có ngoại hình một chút cũng được. Có ngoại hình một chút là quá được, cái sao cũng được. Là em đặt ra cái chuẩn mực của em là kiểu nhân viên văn phòng. Nhưng mà qua những cái mối tình mà em quen rồi thì chắc là em thích cái tay bụi bặm nhiều hơn chị. Thích có một chút, dạ đúng rồi, một chút bụi bặm. Em là giờ mình mong muốn tìm một mối quan hệ để mà tiến tới hôn nhân chưa? Hay là em mong muốn dự tìm hiểu là bao lâu nữa? Em 24 tuổi rồi, mấy bạn em cũng bắt đầu là rụt rịch cưới rồi. Thì chắc là tìm hiểu thì khoảng tầm 1-2 năm nữa chắc là sẽ cưới chị. Vậy là cũng thuộc là tiếp là thích lấy chồng sớm á. Nó sớm khỏe, sớm mình mong muốn có con sớm lớn mình. Thoải mái. Vậy lý do gì ngày hôm nay em tìm tới chương trình? Em sợ là qua khoảng thời gian này thì em không còn sinh tư. Trời ơi, mới có hai mấy tuổi hả? Nếu mà ngày hôm nay ông trời muốn em khắc kích thì chắc chắn là ngày hôm nay em sẽ tìm được bạn nam của mình. Còn nếu như mà ông trời đã định là em 32 tuổi giống như là bạn nam cùng phòng, ý là cùng làm việc với em á, bạn có xem bói cho em thì bạn nói là đến năm 32 tuổi chị mới cưới chồng được. Có tình cờ bói nha. Vậy giờ có cần tìm bạn trai tuổi bao nhiêu, quê ở đâu, rồi gia đình như thế nào không? Có tiêu chí gì không? Nếu bạn trai khoảng bao nhiêu tuổi, có coi tuổi không? Dạ, lớn tuổi hơn em. Khoảng tầm 4 tuổi là đẹp. Thường thường thì chắc là sinh năm 92 thì chắc là hợp với em. Sinh 92 là hợp với em hả? Người miền nào? Thích người miền nào? Em thì em chắc em thích người miền Nam hơn. Tại vì họ thoải mái hơn, họ dễ tính hơn người miền Trung với miền Bắc một chút. Chị con muốn thông tin đặc biệt thì nghe nói hôm nay là một ngày rất đặc biệt của em đúng không? Dạ đúng rồi chị, hôm nay là sinh nhật em. Dạ, em có mong muốn hay có ước mơ gì trong ngày sinh nhật được của mình không? Thì em chỉ có một mong muốn là em sẽ tìm được một người hợp với mình, thật sự hợp để tính tới lâu dài, tính tới lâu. Trước mắt là chị cũng hy vọng ngày hôm nay chị sẽ cố gắng tìm được một người bạn đồng hành với em. Ít nhất là tối hôm nay mình đón sinh nhật chung với nhau cho vui ở một quán ăn hay một quán cà phê gì đó. Rồi bây giờ chị em mình sẽ đi tìm. Chứ còn hên xui mọi thứ nó còn tùy thuộc vào ông trời nữa. Đúng không? Thiên thời địa lợi. Bắt tay cái này, hiểu không? Rồi, đi. Em tìm xem coi có đối tượng nào hay không. Rồi em cứ chọn lựa. Chị sẽ đem về cho em một chàng trai nào đó. Nhìn đi. Được hơn anh áo đỏ chị không? Hả? Anh đó sao nhìn được hơn anh áo đỏ đúng không? Hai người đang ngồi gần. Mình chỉ chọn một thôi. Chứ không thể nào mình xài bên đây người ta không chịu. Mình xài qua anh kia. Rất là kỳ. Chị em quyết định kỹ đi. Giờ xanh hay đỏ? Em nghĩ là em có thể nói chuyện với anh ảnh xanh hơn. Tại vì ảnh cười với chị. Cười phải không? Dạ tôi. Cười tôi lịch sự phải không? Dạ đúng. Hình như ảnh đang đi, anh đang nhìn, hình như cũng đang nhìn qua hướng của mình luôn á nha. Dạ đúng rồi, nãy anh nhìn rồi. Nấp vô đây, nấp vô đây, nấp vô đây. Rồi, chắc chưa? Cơ hội đầu tiên không?
xôi nha. Ok. Chị đi qua chị làm nhiệm vụ của chị. Mà giờ không biết đi vô tràn vô quán cà phê người ta, ta cho không nè. Hello. Chào bạn. Dạ chào anh. Có thể nói chuyện với bạn xíu không? Tại Tường đang quay một cái chương trình đó, đang muốn phỏng vấn bạn vài câu. Người ta đang bận một cái công việc làm ăn rất là quan trọng. Mặt của hai đối tác đang rất căng thẳng, giống như đang bàn hợp đồng tiền tỷ vậy đó quý vị. Không thể quấy rầy được. Chia buồn với em luôn á. Giới thiệu với em, chị tên là Cát Tường. Em có khi nào coi chương trình nào có chị không? Cũng có coi nhiều. Hôm nay chị cũng đang làm một cái show. Ồ, xin lỗi em tên gì? Em tên Phạm Ngọc Phú. Phú năm nay nhiêu tuổi Phú? Em 22 tuổi. À, Phú quê ở đâu? Quê em ở Long An. Mà em sống ở đây, sống ở Sài Gòn. Đang làm công việc gì? Em đang làm thiết kế. Em có bạn gái chưa? Dạ chưa. Hôm nay chị Tường đang làm một cái chương trình. Một cái chương trình tên là Mai Mối Cùng Người Lạ. Ở cái chương trình này á, là Tường sẽ có những người ta đăng ký với chương trình, ta mong muốn tìm một cái người bạn để mà tìm hiểu nghiêm túc. Thì có một bạn gái hồi nãy giờ có cùng với chị Tường có nhìn quan sát nhìn thấy em, và bạn gái đó là có ngỏ ý muốn trò chuyện cùng em khoảng 15 phút thôi. Em có thời gian dành cho chị 15 phút không? Dạ được. Cảm ơn em. Đi vô đây. Hồi nãy mình ở quán trà sữa này mình không thấy gì hết. Sau khi mình đi một vòng mình bị người ta từ chối, xong mình lại lia lại ngay cái chỗ chốn cũ thì thấy có một người có thể là định mệnh. Với lại chị tiết lộ cho em một chuyện, nếu mình quen bạn trai trẻ tuổi hơn mình thì mình sẽ trẻ. Có cảm nhận gì chưa? Như có người ngồi kế bên em. Đúng rồi đó, ngồi xích vô cả té. Đó là người bạn trai chị vừa tìm được về cho em. Dạ. Hết rung chưa? Hít thở sâu nha. Bây giờ hai bạn hãy bạn mở mặt nạ ra. Hai bạn sẽ có 15 phút trò chuyện. Bây giờ chị Tường sẽ né đi một chút xíu cho hai bạn 15 phút tự trò chuyện với nhau. Ok nha. Cố lên nha Phú, chị tin tưởng em nha Phú. Cố lên nha Phú, chị tin tưởng em. Như Phú nhỏ hơn Ngọc 2 tuổi đúng không? Đúng rồi. Đang học năm tư, năm cuối. À, năm cuối, trường gì? Học trường Hu Tép. Đang vừa thực tập luôn. Đang thực tập ở đài truyền hình VOV. Sao mà cũng hồi hộp lắm. Mà phải để Phú chúc sinh nhật Ngọc nè, sinh nhật Ngọc đúng không? Đúng rồi. Chúc hôm nay sinh nhật Ngọc, chúc Ngọc luôn trẻ đẹp, luôn xinh tươi. Không ngại. Phú ở gần đây anh Tân? Nhà Phú ở quận Bình Tân rồi. À, quận Bình Tân. Là ý là Phú ở đây từ nhỏ đến lớn hay? Hồi mẫu giáo thì Phú ở dưới quê. Là quê Phú ở dưới Long An. Long An. Giờ lên trên đây học từ năm lớp 1 rồi. Tại vì Ngọc cũng lớn hơn Phú 2 tuổi. Không biết là Phú có hay ngại về điều đó không? Thì thật ra thì trong tình yêu thì cũng không quan trọng tuổi tác lắm đâu. Chỉ là mình có hợp hay không, hợp với nhau hay không thôi. Còn Ngọc đang ở đâu? Ngọc ở quận Tân Phú. Quận Tân Phú mà qua Bình Tân chắc cũng gần á. Cũng gần. Sao ta? Ngọc. Ngọc trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Ngọc thì có 3 mối tình. Phú bao nhiêu? Chồng quá. Và tính tình cờ mình đi uống trà sữa mình vô đây. Phú đi uống một mình thôi hả? Đâu, uống với bạn. Bạn đâu có kêu. Bạn ngồi sau lưng. Vậy là sở thích bình thường của Phú cũng thích uống trà sữa luôn hả? Đâu có, đi uống trà sữa, thật ra đi uống trà không à. Không uống sữa, không thích uống sữa.
Mọi người là phải uống trà sữa. Tại vì uống trà sữa rất là mập. Quên hỏi Phú gu bạn gái của Phú như thế nào. À, biết nấu ăn, trưởng thành, biết nào đúng biết nào sai. Ngọc thì Ngọc thích nấu ăn. Ngọc có chơi thể thao không? Thể thao hả? Ngọc thì Ngọc không có chơi thể thao. Thì Ngọc có thích bạn trai mình chơi thể thao không? Phú biết chơi thể thao. Phú biết chơi đá banh không? Mà Ngọc có thích không? Có thích chứ. Phú có nhiều bạn thân không? Nhiều. Nhiều. Đa số là con trai hay là có con gái? Gái không có, con trai thôi. Ngọc thì đó giờ Ngọc chưa có quen người nhỏ tuổi hơn thật sự. Hồi đó thì cũng có, trong trường cũng có một hai bạn nhỏ hơn một tuổi. Nhưng mà chắc vì rất là còn nhỏ cho nên không có hay để ý. Thì hồi xưa thì cũng kiểu thấy mấy bạn nam thì cũng thấy mấy bạn đẹp trai thì cũng thấy thích thích thôi. Nhưng mà giờ thì chắc là bớt thích trai đẹp rồi, thích một cái gì đó ổn định. Cho nên là ý là Phú xác định được cái mục tiêu cho tương lai của mình là mình phải có công ăn việc làm trước đã rồi mới tính tiếp, đúng không? Phải vậy mới lo được cho bạn gái mình. Thì Ngọc cũng muốn là một người bạn trai của mình cũng phải kiểu biết cho lo cho tương lai mình chút. Sao im lặng rồi? Đi rồi tính được rồi. Rồi Phú với Ngọc hoài vậy trời ơi. Phú có bao nhiêu bạn gái rồi, Phú có mối tình nào cho Phú? Đến gì? Chắc cỡ mười mấy. Thiệt tình quá ha. Thiệt tình quá ha, không được cái thiệt tình. Mình phải ghi nhận cái thiệt tình. Chị nhìn vô cái cơ bản cho thấy hai bạn cũng rất là đẹp đôi. Trẻ trung rất là phù hợp. Đó, nhưng mà phụ nữ là người ta khi nào cũng muốn ổn định sớm hết trơn. Nhưng mà nam mà đặc biệt là mấy bạn mà đẹp đẹp kiểu như này á là rất là sát gái, rất là đàng hoa và cũng chưa có cái ý định nghiêm túc tiến tới hôn nhân. Chị nói vậy đúng không? Thật sự là vậy đó. Rồi có khi nào em nghĩ là bao nhiêu năm nữa mình lấy vợ sinh con rồi vậy, có khi nào em nghĩ đến chuyện đó chưa? Em sẽ nghĩ là công việc em ổn định, em có nhà cửa đàng hoàng thì em sẽ nghĩ tới việc đó. Em thì em 24 tuổi rồi, mấy bạn em cũng bắt đầu là rụt rịch cưới rồi. Thì chắc là tìm hiểu thì khoảng tầm 1-2 năm nữa chắc là sẽ cưới á chị. Rồi, chị xin phỏng vấn riêng mỗi bạn một chút xíu. Em thấy bạn cũng còn trẻ quá. Em thấy chắc không hợp với em lắm đâu. Hay da, bạn này thì chị thấy nếu mà về phải chi cho bạn chuẩn thêm khoảng 3-4 tuổi nữa ha. Tại vì chị cũng phải đứng về phía phụ nữ chứ. Hôm nay chị mang mối cho em mà hôm nay lại là sinh nhật của em nữa. Thật ra chắc mọi người mà đang theo dõi chương trình thì đều thấy anh chàng này là mọi thứ đều ok hết. Chỉ có là thật sự là cũng tương lai sự nghiệp cũng đang học hành nha, cũng đang rất là ổn ấy luôn, rất là sáng. Nhưng mà nghĩ tới cái chuyện mà để mà đi một cái đoạn đường dài hoặc là kết hôn gì thì bạn ấy chưa có cái khái niệm đó trong đầu. Nói chung là bạn sẽ hợp với lại những bạn nữ nhỏ tuổi hơn bạn một chút. Em cảm thấy là bạn chưa đủ cái bờ vai của bạn chưa đủ rộng để bạn có thể là che chở những người lớn tuổi hơn đâu. Em có nhận xét gì không? Có cảm xúc gì không? Em cảm thấy thì bạn này kiểu trưởng thành. Em cũng thích chuyện
nãy giờ đã dành nhiều thời gian cho chị, mất thời gian ha. Rồi uống trà sữa vui vẻ ha. Chị Tường mời em uống trà sữa ha. Bạn này hả chị? Nhưng mà bạn học sinh quá vậy ta? Phải không? Thử ha. Dạ. À, bạn người Việt Nam. Vâng. Biết nói tiếng Việt không? Biết ạ. Sao nghe giống như người nước ngoài vậy? À, em người Việt mà. Người Việt hả? Vâng. À chết, khẩu trang vào cho nghiêm chỉnh. Thôi bà không cần, không cần. Em tên gì? Em đây là Long ạ. Long. Vâng. À, em người ở đâu? Em ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Em vào đây chơi hả hay là làm vâng gì? Vâng ạ, vào có người nhà trong này ạ. À, sao tự nhiên ngồi ở đây một mình vậy? Chờ bà chị mua đồ. À, chị giới thiệu, chị tên là Cát Tường. Dạ. À, chị đang làm một cái chương trình là mai mối cùng người lạ. Chị làm, chị đã làm rất nhiều chương trình mai mối và làm mai cho rất là nhiều cặp đôi. Họ đã thành công, họ đã yêu nhau, họ đã lấy nhau vân vân. Giờ cho chị hỏi là em có gia đình chưa? Em chưa. Có bạn gái chưa? Chưa. Chưa phải không? Bây giờ em có thể, bây giờ hồi nãy giờ đó là chị đi qua đi lại chỗ này cũng rất là nhiều lần rồi. Chị để ý em. Mà không phải là chị để ý, mà có một cô gái để ý em. Cái cô gái đó là cái nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ. Có nghĩa là mỗi cái chương trình là chị sẽ làm mai cho một người nào đó. Vâng. Thì cái cô gái trong cái chương trình ngày hôm nay là cô để ý em từ nãy giờ. Và cổ để ý mà chỉ nhìn em từ xa thôi chứ cổ đâu có thể tới gần được. Vâng. Thì cổ lấy hết sức gan đảm, cổ nhờ chị tới để mà muốn kết nối với em. Thì bây giờ không biết là em có thể cho chị 15 phút để có một cuộc gặp gỡ nhẹ nhẹ với cô gái đó hay không? Được ạ. Một bạn gái rất dễ thương. Em nãy em đang bao nhiêu tuổi? Em 20 tuổi ạ. 20 tuổi? Dạ. Chắc là xíu. Sao trẻ vậy? Ôi trời ơi. Có một cô bạn mà sắp sửa gặp em tên là Ngọc. Cô ấy năm nay 24 tuổi. Em có ngại nếu mà người bạn gái của mình lớn tuổi hơn mình không? Người yêu cũ em cũng sinh năm 96. Rồi vậy thì bây giờ để chị mời em đi theo chị ha. Rồi ngồi xuống ghế. Rồi dịnh dịnh luôn ghê vậy. Tay lên cho kênh, bạn gái đang ngồi kế bên cạnh em luôn. Dạ chị. Nãy giờ chờ hơi lâu ha. Dạ. Tại chị khai thác thông tin bạn này hơi kỹ. Dạ chị. Bạn này tên là Long. Dạ. Sẽ có rất bất nhiều bất ngờ dành cho em. Bất ngờ gì thì thôi, giờ hai bạn trước tiên cứ mở mặt ra nhìn nhau trước coi có chị ngồi để luôn. Hai bạn mở mặt nạ ra đi ạ. Ca này khó nên chị Tường phải ngồi đây hỗ trợ xíu. Đang đi vô. Rồi. À, nãy giờ thì Long đã biết những thông tin về em rồi. Nói chung á chị, chỉ nói trước khi bắt đầu câu chuyện thì chia sẻ với em là bạn Long năm nay là 20 tuổi. Thì giống như chị thấy giống như đây là một cái gì đó chị không hiểu, nhưng mà nó giống như là cái gì của em ngày hôm nay như vậy. Rồi đưa đây. Rồi hai bạn sẽ có 15 phút trò chuyện với nhau. Chị Tường ra ngoài ngồi đợi nha. Đây chị giữ cho Long. Em tên Long đúng không? Dạ vâng ạ. Nghe giọng giống Hà Nội không? Dạ vâng, em ở Hà Nội. Dễ thương quá. Long chắc mình đang đi học đúng không? Dạ vâng ạ. Cái gì mà dạ vâng không vậy Long? Nói vậy gì vậy Long? Em học ở bên Hà Lan. Tận bên Hà Lan cơ. Xa lắm. Ý là hiện tại Long đang đi du học bên Hà Lan luôn. Vâng ạ. Vậy thì khi nào Long lại đi du học tiếp tục? Khi nào hết dịch? Hết dịch hả? Đi được khoảng bao lâu rồi? Đi được khoảng 2 năm. Vậy thì Long tính là ở Hà Lan Long học xong thì Long sẽ quay về hay là Long đi luôn? À không, cái này thì phải về. Bởi vì ở nhà chỉ có mình mẹ thôi, bố mất rồi. Vậy thì giống nhau. Thế là đồng cảm à? Vậy
Chị Ngọc thích gì ạ? Ngọc thích đi du lịch nè. Thích xem phim với cả là thích nghiên cứu một chút về đồ công nghệ. Thích nấu ăn nữa. Nếu mà có sở thích về công nghệ thì... cùng thế nào? Đúng rồi, chính xác. Và nếu mà muốn đi du lịch thì nhà Long có một cái resort ở Phú Yên. Nói với tôi không có cái khoai nào. Nghe hứng thú vậy ta. Không, tại vì Phú Yên thì Ngọc chưa đi đến bao giờ hết. Phú Yên có cái resort 5 sao của nhà Long. Nói 5 sao thì chi tiết hơn. Không phải nói theo. Phú Yên có một cái vùng biển gọi là Bãi Hùng. Thì nhà Long thầu rồi, chuẩn bị xây khách sạn ở đó. Đó giờ thì Long trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Bốn. Là quen người nhỏ tuổi hơn hay là quen người có người lớn tuổi? Tất cả là bằng tuổi trừ một người hơn bốn tuổi. Là quen bằng hoặc là trở lên rồi đúng không? Đúng rồi. Hiện tại thì đang hơn 4 tuổi luôn á. Không sao. Sao nói chuyện hai người không nhìn mặt nhau chứ vậy? Sao Long không nhìn mặt Ngọc vậy chứ vậy? Hồi nãy nói xinh mà không nhìn. Nhìn sao xinh? Có ngại lắm. Em cũng ngại. Ở Hà Lan đó thì thường Long có hay đi đâu đi chơi không? Có cái sở thích là hay đi dạo một mình vào buổi tối. Trời càng lạnh càng tuyết rơi thì càng đi. Lạ. Đúng rồi. Là chỉ có hay đi dạo một mình thôi, không có đi ngay hết. Ôi, có ai thì cũng đi từng đấy nhưng mà chỉ có một mình thì biết là thế nào. Có dịp xin mời Ngọc sang Hà Lan chơi. Ok, nếu mà có dịp. Cái đó xa quá, Ngọc không nghĩ tới. Long đang học ngành gì bên Hà Lan không? Học ngành gọi là quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh. Mẫu người yêu của Long như thế nào? Thật ra là nếu mà nói về mẫu người yêu thì khó lắm. Thường là những mối tình trước đây là gặp nhau, nói chuyện dần dần rồi tự dưng yêu nhau lúc nào không biết. Chứ không phải là do có một cái gu nào đấy cụ thể để mà ốp vào người này đúng gu thì là yêu, không có chuyện đấy. Là chỉ là dựa vào cảm xúc thôi đúng không? Đúng rồi. Và nếu như mà bây giờ Ngọc ở Việt Nam thì sao? Có khó khăn gì không ta? Có chứ, nhưng mà chỉ cần không ngại thì nó sẽ đi từ bên đấy về đây. Thôi, tới câu đó là vô được rồi. Thời gian không có nhiều, bây giờ mình tuổi trẻ ai cũng trẻ hết trơn hết trọi á. Mà ngày hôm nay cũng rất là vất vả mình mới gặp được nhau. Ngọc cũng thấy là hai chị em mình rất là vất vả. Long nãy giờ cũng hiểu được. Đi với chị mà thấy mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại là em biết chị vất vả như thế nào. Ngày hôm nay đây là cơ hội cuối cùng của Ngọc. Đây là một cái cơ hội tự nhiên vô tình mà nó đến với Long. Long đang ngồi chơi cũng không nghĩ rằng tự nhiên có một người nào đó tới đặt cái vấn đề vào và đưa mình đi gặp một cô gái đáng yêu như thế này. Mọi chuyện là tùy duyên. Quyết định là quyền của các bạn, chị cũng không nói thêm nữa. Hai bạn cũng đủ lớn, đủ trưởng thành, mặc dù không phải là già dặn. Rồi còn cái chuyện về tương lai, về sau thì nó còn xa lắm, nó còn dài lắm. Đó là do, con đường đó là do hai bạn tự chọn. Thì bây giờ trên tay chị Tường cầm một cái bông hồng. Bây giờ hai bạn sẽ đứng xoay lưng lại với nhau, hai bên của chị Tường. 30 giây để hai bạn tự suy nghĩ. Nếu bạn nào muốn tỏ tình với người bên kia thì đến, thì lấy cái cây hoa này từ tay chị Tường và mở lời với người bên kia. Nếu cả hai không ai lấy cái hoa này hết, có nghĩa là các bạn không đồng ý kết bạn với nhau, không đồng ý kết đôi với nhau. Hiểu không? Long hiểu không? Dạ. Mới đi có 2 năm phải hiểu chứ, đúng không? Tại chị có hỏi Long là em có phải là mẫu người chung thủy hay không? Nếu như mà yêu xa thì tất cả những câu hỏi đó các bạn phải tự có câu trả lời để đưa ra quyết định. Đây là một cái chương trình tuy rằng là mình gặp nhau ít, nhưng ý nghĩa của cái chương trình này là nó nghiêm túc. Khi chúng ta đồng ý chọn, ta tìm hiểu là một cái sự chân thành. Hiểu từ tỏ tình chưa? Rồi mời hai bạn đứng lên. Ơi hoa hồng, hỡi hoa hồng, hôm nay ngươi sẽ lọt vào tay ai? Tặng cho Long. Mặc dù là nói chuyện với Long rất là ít, nhưng mà em cảm thấy là khi mà trong cái cuộc mà đối thoại với Long á, em cảm thấy là Long là một người có những cái chắc chắn là trong cái lời nói của mình. Bạn cũng mặc dù là bạn ở xa nhưng mà em hy vọng là em có một cơ hội làm bạn với lại bạn. Cảm ơn Ngọc.
chị Ngọc. Em rất là cảm ơn vì chị có tặng hoa này cho em, nhưng mà em xin phép được từ chối ạ. Ok. Chị Ngọc thì em đoán là sẽ cần một người mà yêu lâu dài đúng không ạ? Bây giờ em chỉ yêu chơi thôi. Nói như vậy nhưng mà không phải là gọi là gì nhỉ? Tức là hiện giờ thì sự nghiệp của Long chưa ổn định, chưa có sự nghiệp, chưa có cái gì cả. Lo cho thân mình còn chưa xong thì không thể lo cho người khác được. Mà Long không muốn là để gia đình vợ lo thì nó. Thì Long rất là xin lỗi. Ngọc quý cái con người của Long á, kiểu rất là chân thành, với lại kiểu có một cái chút gì đó nói chuyện nó hay ho, không có gì cả. Rồi, cảm ơn hai bạn, cảm ơn Long rất là nhiều, cảm ơn Ngọc luôn. Dạ. Là ngày hôm nay chị em mình đã trải qua một cái hành trình, nhưng mà mọi thứ chị nói ngay từ đầu chị nói là tùy duyên. Dạ. Ngọc cũng còn rất trẻ và tương lai thì cơ hội còn đầy ở phía trước. Mình chưa đúng thời gian, chưa đúng thời điểm, mình chưa gặp đúng người. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay các Tường cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình là tìm được một cái người đồng hành để mà có một cái buổi tối sinh nhật thật là vui vẻ với bạn Ngọc đây. Tường cũng cảm thấy rất là áy náy, rất là buồn. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Tường cũng phải đành nói là chào tạm biệt quý vị. Và chúng ta sẽ đón xem chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ vào tuần sau quý vị nhé. Chương trình được phát sóng vào lúc 22h45 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.